cấm F0 ra khỏi nhà là không còn phù hợp. Bác sĩ cảnh báo tâm lý nguy hiểm, ai rồi cũng là F0, nhiễm sớm khỏi sớm. Phát hiện di chứng mới ở người khỏi Covid-19. WHO cảnh báo tín hiệu đáng lo ngại của đại dịch Covid-19. Nhà xác Hồng Kông quá tải giữa làn sóng Covid-19 kỷ lục. Kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin Covid-19 trưa trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống trang tin cập nhật những tin tức mới nhất về COVID-19 trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, hôm qua ngày 16 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc COVID-19 lên tới 180.558 trường hợp. Tuy nhiên, từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam đã chính thức mở cửa đối với du khách quốc tế, không còn yêu cầu xét nghiệm và cách ly. Vậy với người mắc COVID-19 trong nước, có nên nới lỏng quy định không ra khỏi nhà hay không? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia, bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Theo bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, con số thực tế ca mắc COVID-19 ở Việt Nam còn lớn hơn nhiều. Mặc dù vậy, điều đáng mừng là tỷ lệ tử vong rất thấp vì chúng ta đã làm tốt công tác tiêm vaccine. Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao về một quy định của Bộ Y tế trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc COVID-19, đó là F0 không được ra khỏi nhà, chính xác là F0 được rời khỏi phòng cách ly và đi lại trong nhà với điều kiện đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách với người trong nhà. Bác sĩ Vũ và nhiều bác sĩ cho rằng cấm F0 ra khỏi nhà đã không còn phù hợp. Có nhiều lý do, trong đó việc lây lan, số mắc COVID-19 trong cộng đồng dù tăng cao nhưng tỷ lệ tử vong rất thấp. Thực ra nếu các quy định thoáng với người bệnh, nhà quản lý có thể lo ngại về nguy cơ bùng dịch, nhưng siết quá lại gây khó khăn cho người dân. Và thực tế, quy định đó đang không phù hợp và không làm được. Thứ nhất, Y tế cơ sở, trạm y tế phường xã không đủ lực lượng để đến tận nhà xét nghiệm, lấy mẫu, phát thuốc cho F0, nhân viên y tế không lo sể. Việc triển khai quản lý F0 qua phần mềm điện tử của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đang thí điểm ở một số phường xã. Như vậy, phần lớn F0 của thành phố vẫn đến trạm để khai báo, xác nhận và lấy giấy hoàn thành cách ly. Họ cần ra khỏi nhà. Thứ hai, F0 vẫn có nhu cầu đi khám bệnh, không phải là khám bệnh COVID-19 đâu. Họ có thể phải khám tiểu đường, ung thư, huyết áp vân vân. Hiện nay không có chuyện cung ứng riêng xe cấp cứu cho F0 đến bệnh viện như giai đoạn đỉnh dịch. Như vậy F0 vẫn phải di chuyển để chăm lo sức khỏe. Thứ ba, hiện nay rất nhiều người mắc COVID-19 có gia đình tất cả thành viên đều mắc. Hoặc gia đình neo người, không còn người âm tính. Họ phải có đồ ăn thức uống, nhu yếu phẩm hàng ngày. Lực lượng hỗ trợ của địa phương không thể cung ứng, đi chợ giúp như trước đây hàng xóm đi chợ dùng cũng không phải là phương án cho số đông. Vậy f0 cần ra ngoài đi chợ? Họ có những nhu cầu chính đáng. Nếu f0 phải ở nhà hoàn toàn, thì hệ thống y tế của chúng ta không thể lo nổi. Quy định có thể phù hợp lúc này nhưng lúc khác lại không đúng. Cũng theo bác sĩ Vũ, yêu cầu lúc này với f0 là ý thức và trách nhiệm. Người mắc covid-19 phải có ý thức thật tốt giữ an toàn cho người khác nếu đi khám bệnh. F0 cần báo với cơ sở y tế để được sắp xếp vào khu vực riêng, tránh nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Họ cần đảm bảo khẩu trang, giữ khoảng cách nếu có thể. Bác sĩ cũng cho rằng, đất nước chúng ta cần tiếp tục bao phủ vaccine phòng COVID-19, vũ khí quan trọng nhất. Với những quan điểm trên của bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ có thể thấy rằng, với tình hình dịch hiện tại tăng cao nhưng ca tử vong thấp thì không nên quá khắc khe với người bệnh COVID-19, miễn có ý thức và trách nhiệm để dịch không lây lan chúng ta không nên khắt khe với F0, nhưng với F1 thì sao? Hiện nhiều người đang chủ quan nghĩ ai rồi cũng thành F0, thậm chí là còn mong mình mắc Covid-19 kết hợp với tiêm vaccine để thành bất tử, không lây nhiễm nữa. Trước thực trạng này, bác sĩ cảnh báo, quan điểm đằng nào cũng lây, nhiễm sớm khỏi sớm của nhiều F1 hiện nay là suy nghĩ sai lầm, có thể dẫn tới rất nhiều hệ lụy. Theo bác sĩ Nguyễn Nam Hà, trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, tâm lý chủ quan sẵn sàng mắc bệnh của một số bộ phận người dân hiện nay rất nguy hiểm. Bác sĩ Hà nói, không mắc bệnh dễ chịu hơn, sao lại chọn mắc bệnh? Cho dù đã tiêm đủ vaccine cũng không thể chủ quan. Nếu nhà có người già trẻ nhỏ sẽ lây cho họ, chưa kể phải cách ly ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt. Người lớn tuổi dễ trở nặng, nếu có bệnh nền, rất nguy hiểm, đừng ý lại vào vaccine. Mình giữ cho mình rồi còn phải giữ cho những người xung quanh. Nói về tâm lý ai rồi cũng thành F0, bác sĩ Trương Như Quân, phó trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Quân y 175 cho rằng, khi nhiều người có cùng suy nghĩ mong muốn mắc bệnh hoặc sẵn sàng cho việc mắc bệnh, thì cộng đồng sẽ lơ là các biện pháp phòng dịch do Bộ Y tế khuyến cáo, chính phủ ban hành hiện nay. Mặc dù độ phủ vaccine phòng COVID-19 khá cao, nhưng người dân không thể coi vaccine như viên đạn vàng được, bởi vẫn có những người đã tiêm 2 mũi rồi, khi bị bệnh, vẫn bệnh nặng và tử vong. Đặc biệt là có những người có nhiều yếu tố nguy cơ, bệnh nền, trên 65 tuổi, hoãn tiêm vaccine nên không thể chủ quan mong mắc bệnh như tâm lý của một số người. Bác sĩ Quân nói, cố tình nhiễm bệnh là tự đặt cược bản thân mình vào nguy hiểm. Các bác sĩ cảnh báo, quan điểm đằng nào cũng lây, nhiễm sớm khỏi sớm của nhiều F1 hiện nay là suy nghĩ sai lầm, có thể dẫn tới rất nhiều hệ lụy. Về nguyên tắc một người nhiễm bệnh không có nghĩa là tất cả những người còn lại trong gia đình đều sẽ bị nhiễm. Tại thời điểm người đầu tiên mới bị lây COVID-19 từ cộng đồng, nếu nồng độ virus còn thấp, nếu cách ly kịp thời nguy cơ lây lan sẽ thấp nếu gia đình có thêm những người khác chưa nhiễm thì việc để cả nhà thoải mái sinh hoạt sẽ rất đáng trách vì đang đưa tất cả những người chưa nhiễm còn lại vào tỷ lệ đó càng nhiều người nhiễm bệnh thì càng tăng tỷ lệ có người diễn tiến nặng gây áp lực cho các cơ sở y tế các bác sĩ nhấn mạnh Ngoài ra, việc nhiễm COVID-19 còn liên quan đến vấn đề sức khỏe hậu COVID-19. Hiện nay các nghiên cứu thống kê cho thấy không chỉ trường hợp diễn tiến nặng mà cả trường hợp nhẹ, không triệu chứng cũng gặp tình trạng hậu COVID-19 sau khỏi bệnh. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo trong trường hợp gia đình có người là F0, các F1 vẫn nên tuân thủ đầy đủ 5K và các hướng dẫn phòng chống lây nhiễm khác để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Trong bối cảnh dịch đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, số người điều trị bệnh tại nhà có nhu cầu sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir gia tăng. Bên cạnh đó, số thuốc miễn phí do Bộ Y tế cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh hiện đã sắp hết. Mới đây, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất mua 20.000 liều Monopiravir phát miễn phí cho F0. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin mua 20.000 liều thuốc Monopiravir cấp miễn phí cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà. Theo Sở Y tế trước đây, nguồn thuốc kháng virus Monopiravir thuộc chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc COVID-19 của Bộ Y tế và được phân bổ sử dụng theo thuyết minh, đề cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt. Ngày 17 tháng 2, Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho 3 thuốc chứa hoạt chất Monopiravir sản xuất trong nước. Hiện tại thuốc đã có mặt ở các nhà thuốc tư nhân. Để tăng cơ hội tiếp cận nhanh chóng thuốc Monopiravir cho người bệnh giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, Sở Y tế đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế về chủ trương cung ứng thuốc Monopiravir cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà. Sở Y tế cho biết, hiện tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại, số người bệnh điều trị tại nhà có nhu cầu sử dụng thuốc kháng virus gia tăng. Bên cạnh đó, số thuốc miễn phí do Bộ Y tế cung cấp cho thành phố hiện đã sắp hết. Trước đó, Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế về chủ trương cung ứng thuốc kháng virus cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà. Vì vậy, trong thời gian chờ đợi ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét chủ trương cung ứng thuốc. Về hình thức cung ứng, Sở Y tế đề nghị chọn một cơ sở để đấu thầu mua sắm thuốc Monopiravir cho thành phố từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Số thuốc dự kiến mua trước mắt là 20.000 liều, mỗi liều 1.600 mg monopiravir liệu trình 5 ngày điều trị theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Số thuốc này sẽ được phân bổ đến các trạm y tế để tiếp tục cấp phát miễn phí cho F0 điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế. Người bệnh có thể tự trả chi phí sử dụng thuốc bằng cách mua tại các nhà thuốc theo đơn do bác sĩ kê. Theo Sở Y tế khi xác định người mắc Covid-19, bác sĩ điều trị sẽ kê đơn thuốc Monopiravir cho người bệnh có chỉ định dùng Monopiravir theo hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Người bệnh có thể sử dụng đơn thuốc này đến trạm y tế, trạm y tế lưu động để được cấp phát thuốc hoặc đến nhà thuốc để mua thuốc. Với tình hình F0 tăng cao và nhu cầu mua thuốc cũng tăng, thành phố đang nỗ lực để cung ứng đầy đủ thuốc, vì vậy người dân hãy yên tâm. Bên cạnh đó, Trước thực trạng có nhiều loại thuốc được bán tràn lan trên mạng xã hội, không được kiểm định chất lượng, người dân cũng nên đặc biệt lưu ý và chỉ nên mua thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị, theo ghi nhận mới nhất, không chỉ ban ngày mà cả buổi tối và ban đêm, số lượng phụ huynh đưa trẻ có triệu chứng viêm hô hấp hoặc test nhanh dương tính để khám tại bệnh viện nhi vẫn rất đông đúc ghi nhận vào một buổi tối, hàng ghế chờ tại phòng khám lọc bệnh COVID-19 bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh có hơn chục phụ huynh và trẻ em chờ xét nghiệm COVID-19 và khám bệnh. Nhiều bé dưới 5 tuổi nằm ngủ trên tay ba mẹ trong lúc chờ khám hoặc lừ đừ do mệt. Bé Huỳnh Anh, 18 tháng tuổi được ba mẹ đưa đi khám bệnh sau một ngày nấm sốt, nôn ói và lừ đừ. Sau khi thăm khám, bác sĩ dặn dò gia đình chú ý đo nhịp thở cho bé và uống sữa và thức ăn lỏng. Bé là thành viên duy nhất trong gia đình test nhanh dương tính. Bác sĩ khuyên cha mẹ đi xét nghiệm vì nguy cơ lây nhiễm cao khi chăm sóc con rất cao. Trong khi đó, vợ chồng chị Nguyễn Thị Huyên, quận Bình Tân, cùng đưa hai con trai đến bệnh viện. Hai bé đều mắc Covid-19. Bé trai 5 tuổi lừa đừ, sốt cao 39 độ C, không hạ từ chiều hôm trước. Bé nhỏ 16 tháng tuổi, thở rít, ho và khóc. May mắn đến viện lúc đã vãn người, hai bé được bác sĩ khám sớm và cho uống thuốc. Tuy nhiên, thời gian chờ lấy thuốc khá lâu. Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Ngọc Hảo, phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, hiện tại phòng khám lọc bệnh được tăng cường 3 bác sĩ, 4 điều dưỡng để đáp ứng số lượng trẻ đến khám tăng cao, mỗi tu trực kéo dài xuyên đêm. Những trẻ có triệu chứng viêm hô hấp đều được xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Nếu dương tính, trẻ được chuyển đến phòng khám lọc bệnh và bác sĩ viết toa thuốc điều trị tại nhà hoặc chỉ định nhập viện. Trong thời gian chờ nhận thuốc, Bà Thu, quận 10 ôm cháu đi dạo quanh khu vực khám bệnh để dỗ bé nín khóc. Bé trai 8 tháng tuổi sốt cao hơn 38 độ hơn 2 ngày nhưng vẫn không hạ dù gia đình dùng nhiều biện pháp. Bác sĩ Hảo cho biết, tuần trước trẻ mắc COVID-19 đến khám tăng đột biến, mỗi đêm hơn 200 trường hợp, nhân viên y tế không trở tay kịp, trẻ bị dồn ứ nhiều, bệnh viện đã tăng cường bác sĩ để giảm thời gian chờ đợi cho trẻ. Vài ngày gần đây, số trẻ F0 giảm hơn khoảng hơn 100 đến 150 trẻ. Khu vực sàng lọc cấp cứu ngay cổng bệnh viện cũng có khá đông phụ huynh và trẻ nhỏ. Những trẻ có tình trạng nặng cần can thiệp ngay sẽ được đưa đến phòng khám này. Khu vực cách ly tạm phía sau cổng cấp cứu dành cho những trẻ F0 có chỉ định ở lại viện theo dõi hoặc chờ khoa điều trị sắp xếp giường bệnh. Khoảng gần 22 giờ vẫn còn phụ huynh đưa con nhỏ đến khám bệnh, trẻ mắc COVID-19 kèm sốt thường mệt mỏi, nằm ngoan trên tay ba mẹ, không hiếu động hay chơi đùa. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đẩy mạnh những biện pháp phòng chống dịch và điều trị F0, nhất là F0 trẻ em. Trước thực trạng nhiều trẻ em mắc Covid-19 như hiện nay, mỗi bậc phụ huynh hãy luôn bảo vệ trẻ trước những nguồn bệnh, bên cạnh đó hãy giáo dục trẻ luôn ý thức về những biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Hiện tại, học sinh Hà Nội đang bước vào tuần học thứ 26 của năm học 2021-2022. Đây cũng là giai đoạn các trường tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nên học sinh lớp 1 đến 6 thuộc 30 quận huyện thị xã ở Hà Nội vẫn đang học online. Trong khi đó, học sinh lớp 7 đến 12 được phép đi học trực tiếp ở trường, nhưng những em bị F0, F1 hoặc ở vùng dịch sẽ phải học trực tuyến. Việc học online lẫn offline cũng khiến cho các trường phải ứng biến linh hoạt khi tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh. Cô Đinh Thị Vân Hồng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đống Đa quận Đống Đa chia sẻ: sau khi biết 3 môn thi vào lớp 10, thì tuần này trường đã tổ chức cho học sinh lớp 9 làm kiểm tra giữa kỳ. Học sinh làm bài vừa online vừa offline. 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh, học sinh sẽ làm bài trực tiếp xem như một lần tập dược thi, các môn còn lại theo hình thức online. Với học sinh đang cách ly y tế chưa đến trường được, sẽ kiểm tra 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh sau khi hết cách ly để đảm bảo công bằng. Ngoài ra với học sinh khối 6, 7, 8, các em cũng đang kiểm tra giữa kỳ online từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 3. Cô Hồng chia sẻ thêm, việc học trực tuyến hay trực tiếp cũng như tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2 của trường không gặp khó khăn. Hiện tại có 5% học sinh lớp 9 đang cách ly y tế và 95% học sinh đang đi học trực tiếp. Từ tuần sau, học sinh khối còn lại sẽ đi học trực tiếp tại trường. Cô Nguyễn Mỹ Hảo, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho hay Trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ 2 từ ngày 15 tháng 3, trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân cũng như một số trường ở quận Cầu Giấy đều thống nhất tổ chức kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức online. Cô Hảo chia sẻ, khi họp lấy ý kiến, một số giáo viên mong muốn tổ chức trực tiếp để có chất lượng sát hơn. Tuy nhiên, học sinh vừa kiểm tra online vừa kiểm tra trực tiếp sẽ phải tổ chức nhiều đợt và khó công bằng giữa các học sinh với nhau, vì vậy trường quyết định chỉ tổ chức theo một phương thức là kiểm tra trực tuyến. Hiện tại theo thống kê trường chỉ có hơn 10 F0, chủ yếu phát hiện ở gia đình nên không ảnh hưởng đến việc học trực tiếp cũng như kiểm tra. Cô Hảo cho biết thêm, nếu có học sinh nào không đảm bảo sức khỏe, nhà trường sẽ có đề thi dự phòng để cho các em thực hiện các bài kiểm tra sau. Tuy nhiên, rất may mắn số học sinh này vẫn đảm bảo sức khỏe để tham gia bài kiểm tra. Với ca mắc COVID-19 tại thủ đô vẫn đang tăng lên từng ngày như hiện nay, sở đào tạo nói chung và các trường nói riêng vẫn đang cố gắng để thích nghi với tình hình dịch. Việc linh hoạt trong học tập và kiểm tra đánh giá vẫn đang được nhiều trường áp dụng để làm sao đảm bảo được tiến độ và hiệu quả nhất. Thưa quý vị, theo nghiên cứu mới được công bố, đã phát hiện ra si chứng mới ở người khỏi COVID-19, đó là cảm giác trầm cảm và lo lắng có thể kéo dài. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Public Health ngày 15 tháng 3 đây là một trong những công trình đầu tiên phân tích hậu quả sức khỏe tâm thần lâu dài ở bệnh nhân COVID-19 từng nguy kịch. Các trường hợp này phải can thiệp y tế hoặc không thể rời khỏi giường bệnh ít nhất một tuần. Theo NBC News, công trình này xem xét tỷ lệ phổ biến của bệnh trầm cảm lo âu đau khổ liên quan COVID-19 và chất lượng giấc ngủ kém ở những người có và không nhiễm nCoV. Các mẫu được thu thập từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Phân tích dựa trên gần 250.000 người dân ở Đan Mạch, Estonia, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Trong thời gian đó, khoảng 4%, tương đương 9.979 người có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Các tác giả phát hiện so với người khỏe mạnh, bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ bị trầm cảm kéo dài hoặc khó ngủ. Các vấn đề này thuyên giảm dần sau 2 tháng, song nhiều trường hợp vẫn phải đối mặt di chứng về sức khỏe tâm thần lên tới 16 tháng kể từ thời điểm nhiễm virus. Nhóm chuyên gia cũng nhận thấy gánh nặng sức khỏe tâm thần không tương đồng ở các F0. Giáo sư Anu Anna Vandimastortir tại Đại học Iceland, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, thời gian nằm điều trị mức độ của bệnh là yếu tố chính tác động tới sức khỏe tâm thần của những người này và quyết định tình trạng nhẹ hay nặng. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ mang tính chất quan sát. Giáo sư Vandimastortir và các cộng sự nhấn mạnh Họ không xác định được mối liên hệ chính xác giữa tình trạng COVID-19 nghiêm trọng và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần lâu dài. Theo New York Times, các tác giả đã phân tích hồ sơ y tế của gần 154.000 người mắc COVID-19 trong hệ thống quản lý y tế cựu chiến binh tại Mỹ, trải nghiệm của họ sau khi hồi phục và so sánh với nhóm không bị nhiễm bệnh. Sau khi khỏi COVID-19, tỷ lệ người bệnh phải dùng thuốc trầm cảm theo chỉ định tăng 55%, thuốc chống lo âu tăng 65%. Nhìn chung, hơn 18% bệnh nhân COVID-19 gặp phải ít nhất một vấn đề tâm lý, thần kinh trong một năm sau khi khỏi, còn số này cao hơn nhóm không mắc COVID-19 60%. Điều đặc biệt ở nghiên cứu này đó là ngay cả những người bị bệnh nhẹ cũng có nguy cơ cao tương tự. Theo giáo sư Ziad Al-Ali tại Đại học Washington, Mỹ, tác giả chính của nghiên cứu, nhiều người cho rằng F0 bị trầm cảm vì họ lo lắng khi rơi vào trạng thái bệnh nặng, nguy kịch hay thời gian dài trong phòng chăm sóc đặc biệt. Song hiện tượng này không chỉ dừng lại ở đó, nó còn tác động cả với nhóm bệnh nhẹ không phải nhập viện. Trong báo cáo ngày 16 tháng 3, WHO cho biết, sau nhiều tuần giảm liên tục, số ca COVID-19 toàn cầu tuần qua đã tăng 8% với hơn 11 triệu ca nhiễm, hơn 43.000 ca tử vong. Đây được cho là tín hiệu đáng lo ngại của đại dịch COVID-19. Ở khu vực Tây Thái Bình Dương, số ca nhiễm mới tuần qua thậm chí tăng 29%. Ca COVID-19 ở khu vực này tăng trở lại từ cuối tháng 12 năm ngoái và hiện giờ Tây Thái Bình Dương vượt châu Âu trở thành điểm nóng bùng dịch. Bà Maria Van Kerkhove, người phụ trách vấn đề kỹ thuật liên quan đến COVID-19 của WHO lưu ý, số ca nhiễm tăng nhanh ngay cả khi mức độ xét nghiệm ở hầu hết các nước đã giảm đi đáng kể. Chuyên gia này đã chỉ ra ba yếu tố chính khiến số ca COVID-19 toàn cầu tăng mạnh trở lại. Thứ nhất là biến chủng Omicron dễ lây lan hơn. Thứ hai là các nước đã dỡ bỏ hầu hết, thậm chí toàn bộ các biện pháp phòng dịch, cách ly xã hội. Thứ ba là tình trạng nguồn cung vaccine COVID-19 và tỷ lệ tiêm chủng quá chênh lệch giữa nhiều nơi trên thế giới, và điều này tạo điều kiện cho virus lây lan. Bà Van Kerkhove cũng cảnh báo hệ quả của việc lan truyền thông tin không chính xác về đại dịch những thông tin như Omicron là biến chủng nhẹ, đại dịch COVID-19 đã qua hay Omicron là biến chủng cuối cùng mà thế giới phải đối mặt. Những thông tin này gây nhiễu loạn, bà Van Kerkhove nói. Cùng ngày, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, số ca nhiễm tăng trở lại, đặc biệt những nơi đã dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch là điều hoàn toàn có thể dự báo được, nhưng ở nhiều nước tỷ lệ tử vong ở mức cao khó chấp nhận. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước tiếp tục cảnh giác, đại dịch vẫn chưa kết thúc. Số ca nhiễm mà chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, ông Tedros nói. Mặt khác, bà Van đưa ra một thông tin tích cực, đó là giờ đây, thế giới đã biết cách để đối phó với COVID-19. Tin vui là chúng ta có thể có các công cụ để hạn chế sự lây lan của virus. Chúng ta biết đeo khẩu trang có hiệu quả, chúng ta biết giãn cách xã hội có hiệu quả. Chúng ta biết vaccine cứu sống mạng người, chúng ta cần tiếp tục những điều đó, bà nói. Đại dịch COVID-19 khởi phát từ cuối năm 2019 và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu. Đến nay thế giới đã ghi nhận hơn 463 triệu ca nhiễm, hơn 6 triệu ca tử vong. Nhiều nước trên thế giới đã dỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ các biện pháp phòng dịch, mở cửa trở lại sau hơn 2 năm do số ca bệnh nặng và tử vong COVID-19 giảm đáng kể. Tuy vậy, WHO cảnh báo, Omicron không phải là biến chủng cuối cùng, thế giới vẫn có thể phải đối mặt với sự xuất hiện của các biến chủng mới nguy hiểm hơn. Hôm 11 tháng 3, các chuyên gia y tế cộng đồng của WHO đã khởi động thảo luận về các tiêu chí đánh giá và thời điểm có thể tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận rằng ở thời điểm hiện tại, chúng ta chưa đạt đến mức đó. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với tin tức COVID-19 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Thưa quý vị chưa đầy 3 tháng kể từ khi bùng phát đợt dịch mới, Hồng Kông ghi nhận hơn 700.000 ca nhiễm và hơn 4.500 ca tử vong vì nCoV phần lớn là những người cao tuổi chưa tiêm vaccine. Các nhà xác Hồng Kông quá tài vì đợt bùng phát COVID-19 kỷ lục, buộc giới chức phải chuyển thi thể người chết vì nCoV và container đông lạnh. Truyền thông Hồng Kông ngày 16 tháng 3 công bố bức ảnh cho thấy các nhân viên mặc đồ bảo hộ vận chuyển thi thể các bệnh nhân COVID-19 vào những container đông lạnh bên ngoài nhà xác Fushan. Một đại diện làm trong ngành tang lễ Hồng Kông chia sẻ với truyền thông địa phương rằng, Số người chết tăng vọt ở đặc khu đã khiến nguồn cung quan tài giảm mạnh, hiện chỉ còn 300 chiếc và dự kiến hết vào cuối tuần này. Trong cuộc họp báo vào hôm 16 tháng 3, trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam thừa nhận tình trạng thiếu quan tài, cho biết thêm hai chuyến hàng vận chuyển quan tài từ đại lục sẽ sớm tới thành phố. Bà Lam nói, tôi được biết rằng Cục Thực phẩm và Y tế đang nỗ lực thu xếp vận chuyển quan tài về bằng đường thủy. Trưởng đặc khu Hồng Kông cho biết thêm, Giới chức thành phố đang cố gắng giúp đỡ các gia đình muốn lo hậu sự cho người thân. Bà Lam cho biết thêm, chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách chuyển giao sớm thi thể cho gia đình để thu xếp mai táng. Các lò hỏa táng cũng đang hoạt động ngày đêm hết công suất. Nhiều nhà nghiên cứu dự đoán số ca nhiễm ncov ở Hồng Kông thậm chí còn cao hơn nhiều so với số liệu chính thức, có thể lên tới 50% trong tổng dân số 7,4 triệu người của đặc khu. Truyền thông Hồng Kông trước đó đăng bức ảnh 6 túi đựng thi thể được đặt trong phòng có 3 bệnh nhân Covid-19 đang thở máy tại khu cấp cứu của bệnh viện Queen Elizabeth vào hồi đầu tháng. Bức ảnh cho thấy tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế Hồng Kông khi đương đầu với làn sóng Covid-19. Theo cập nhật dữ liệu theo thời gian thực our world in data Hồng Kông là nơi ghi nhận tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trên 1 triệu người cao nhất trên thế giới. Giới chức y tế Hồng Kông cho biết, gần 90% ca tử vong trong đợt bùng phát dịch lần thứ năm này là những người chưa tiêm chủng, hầu hết trên 60 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, một làn sóng nhiễm COVID-19 nghiêm trọng đã diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc. Trước nguy cơ ca mắc và ca tử vong tăng cao như hiện nay, liệu Trung Quốc sẽ ứng phó với dịch như thế nào? Hãy cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến tiếp theo về COVID-19 Trung Quốc ở những bản tin tới. Còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại